Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống thứ bảy hàng tuần. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung sau. Mở đầu là tiết mục giới thiệu dân bản pháp luật. Chúng tôi giới thiệu nghị quyết số 116 trên 2021 của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp đến như thường lệ sẽ là tiết mục họp thư truyền hình. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Để giúp mọi người vượt qua khó khăn, mới đây chính phủ đã quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt kệ chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Đồng thời, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động. Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác, có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện, không nhận hỗ trợ. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Mức hỗ trợ Dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, hỗ trợ 1 triệu 800 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, 2 triệu 100 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, 2 triệu 400 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, 2.650.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, 2.900.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, 3.300.000 đồng một người. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động là từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và quan thành chậm nhất cho ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngoài ra, nghị quyết 116 của chính phủ cũng quy định giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tại nghị quyết 116, chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn, chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn dưới mắt phát sinh. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức phổ biến tuyên truyền rộng rãi nghị quyết này. Kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục họp thư truyền hình. Vì khán giả đầu tiên chúng tôi xin trao đổi là bà Trần Thị Liên, ngụ ở xã Định Thành A, huyện Đông Hải. Thư bà hỏi. Mẹ tôi có phần đất được nhà nước cấp sổ đỏ từ năm 1999 và đã sử dụng ổn định đến nay. Hiện do tuổi cao nên mẹ tôi muốn cho tôi đứng tên để thuận tiện quản lý sau này. Vậy khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, cần đáp ứng các điều kiện gì? Xin chào bà Liên. Đối với các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất mà người dân thường quen gọi là sang tên sổ đỏ, được pháp luật quy định tại Điều 188 của Luật Đất Đai năm 2013, Cụ thể theo điều luật này quy định thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho thế chấp quyền sử dụng đất của mình khi có các điều kiện sau đây: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án trong thời gian sử dụng đất. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho thế chấp quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy khi mẹ của bà có nhu cầu chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất của mình cho người khác thì phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đây là thủ tục bắt buộc để nhà nước quản lý đất đai và việc chuyển quyền sử dụng đất cũng phải đáp ứng các điều kiện mà chúng tôi vừa nêu trên. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của ông Nguyễn Hữu Nam, ngụ ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, thư ông trình bày. Gia đình tôi và hàng xóm có tranh chấp về đất đai, hiện tôi muốn đưa vụ việc ra tòa, thế nhưng nghe nói phải thông qua xã qua giải. Vậy xin hỏi, thủ tục qua giải tranh chấp đất đai cụ thể như thế nào và thời hạn qua giải là bao lâu? Thưa ông Nam, theo Điều 88 Nghị định 43 trên 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai, thì thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai như sau, khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai quỹ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau thẩm tra xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp thu thập giấy tờ tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản quà giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản quà giải thành thì chủ tịch quỹ ban dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp hội đồng quà giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản quà giải thành hoặc không thành trường hợp quà giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất chủ sử dụng đất thì quỹ ban dân cấp xã gửi biên bản quà giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết trường hợp quà giải không thành hoặc sau khi quà giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả quà giải thì ủy ban dân cấp xã lập biên bản quà giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo. Trên đây là một số quy định của pháp luật về thủ tục quà giải trong tranh chấp đất đai. Chúng tôi xin trả lời để ông được rõ. Vừa qua chương trình có nhận được thư của anh Phạm Tuấn Sơn, ngụ ở phường 5, thành phố Bạc Liêu. Nội dung lá thư anh trình bày như sau. Sau khi vợ chồng ly hôn, tòa xử giao con, khi đó mới 2 tuổi cho vợ tôi trực tiếp nuôi dưỡng và tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Hiện nay, do vợ cũ tôi đã lập gia đình khác, gửi con cho ông bà ngoại nuôi nên tôi muốn đón con về nuôi nhưng ông bà ngoại không đồng ý. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, tôi có được giành lại quyền nuôi con trong trường hợp này hay không? Anh Sơn thân mến, theo điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng con thì cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Ngoài ra điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cũng có quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, cụ thể như sau. Trong trường hợp có yêu cầu của cha hoặc mẹ tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nôm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Như vậy, cả cha và mẹ đều có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con chưa thành niên. Đối với trường hợp của anh, nếu anh có nguyện vọng được trực tiếp nuôi con, sau khi vợ cũ đã lập gia đình thì hai bên nên thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Nếu không thỏa thuận được, anh có thể yêu cầu tòa án xem xét. Theo điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì trong trường hợp có yêu cầu của cha mẹ, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nôm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì phải xem xét nguyện vọng của con. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trả lời thư của chị Lê Thị Hà, ngụ ở xã Tân Phong, thị xã Gia Rai. Tôi có cho người quen mượn một, một khoản tiền để kinh doanh. Đến hẹn trả nợ, nhưng họ hứa hẹn nhiều lần không trả, thì tôi muốn kiện họ ra tòa án để giải quyết, nhưng do tình hình dịch bệnh dẫn đến việc đi lại khó khăn. Vậy tôi có thể gửi đơn kiện cho tòa án qua đường bưu điện được không? Và làm sao để biết được là tòa án có nhận được đơn kiện của tôi hay chưa? Xin chào chị Hà, tại Điều 190 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 có quy định về việc gửi đơn khởi kiện đến tòa án. Theo đó, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu chứng cứ mà mình hiện có đến tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các hình thức như nộp trực tiếp tại tòa án, gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có. Về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện, khoảng 1 điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định, tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trường hợp tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng hình thức gửi trực tuyến thì tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua cổng thông tin điện tử tòa án nếu có. Như vậy, nếu vì lý do nào đó không thể trực tiếp đến tòa án để nộp đơn khởi kiện thì có thể gửi đơn qua đường bưu điện. Khi tòa án nhận được đơn khởi kiện của chị trong thời gian 2 ngày làm việc, tòa án sẽ phải gửi thông báo nhận đơn để chị biết. liên quan đến chính sách hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chúng tôi có nhận được thư của bà Trương Thị Ánh Nguyệt, ngụ ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Thư bà hỏi: Tôi là chủ hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải ngừng hoạt động. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước không? Nếu có là bao nhiêu? Xin chào bà Nguyệt. Nhằm chia sẻ giúp người dân bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, đã qua chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng. Theo quyết định số 23 trên 2021 của Thủ tướng, quy định về hỗ trợ hộ kinh doanh như sau. Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ theo quy định là 3 triệu đồng trên một hộ kinh doanh, được chi trả một lần cho hộ kinh doanh. Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 310 ngày 17 tháng 7 năm 2021, quy định đối tượng và mức chi hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Như vậy, các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh để được hỗ trợ cần gửi đơn đề nghị theo mẫu đến Ủy ban dân xã phường nơi có địa điểm kinh doanh để được xem xét. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Nếu hộ kinh doanh của bà đáp ứng đủ điều kiện trên và chưa nhận được khoản hỗ trợ này, bà có thể liên hệ với Quỹ ban dân thị trấn Hòa Bình để được giải quyết. Chuyên mục pháp luật kỳ đại sống tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.